Này ông sẫn lòng đại từ bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Ông hãy lắng nghe, nay ta sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Lược giảng: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, ông có đại nhân duyên với thế giới Ta Bà. Đối với cõi khổ khảm nhẫn ở Nam Diêm Phù Đề này, ông có nhân duyên đặc biệt sâu dài. Nếu hàng trời hoặc giàu hoặc kẻ nam người nữ hoặc thần hoặc quỷ cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, nghe danh hiệu của ông, Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy hình tượng của ông bao gồm tất cả mọi hình tượng bằng đất, vàng, gỗ, đá cho đến tranh vẽ, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được gặp Phật thọ ký cho, đến lúc cái nhân mà họ đã gieo được kết thành quả chín muồi thì họ đều sẽ được gặp Phật và được Phật thọ ký, tương lai họ đều có thể thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Này ông sẵn lòng đại từ bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát Bộ mà muốn nghe ta tuyên nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ ông lại phát lòng từ bi hết sức vĩ đại, từ bi thương xót tất cả chúng sanh cùng trời rồng và tám bộ quỷ thần. Vậy nay ông hãy lắng nghe ta nói về cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, những việc lợi ích cho nhân thiên cùng chúng sanh trong lục đạo. Ông hãy lắng nghe, ông nên đặc biệt chăm chú lắng nghe, nay ta sẽ nói cho rõ. Bấy giờ Ngài Quán Thế Âm bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng nói, toàn thể đại chúng, chúng con trong pháp hội này đều khao khát được nghe về cảnh giới bất khả tư nghi của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ, đường lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được sự phước trời, được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa y phục, đồ ăn thức uống, vật báu, chỗ an lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lại có được sẽ vô lượng vô biên. Được giảng, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả đại chúng trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, các thiên nhân ở cõi trời được hưởng phước báo sung sướng vô cùng, so với cõi nhân gian thì ở cõi trời quá vui vẻ sung sướng. Thế nhưng thiên nhân lại có ngũ suy tướng, tức là sự xuất hiện của năm tướng suy hao nơi thân thể khi họ sắp hưởng hết thiên phước của mình. Năm tướng suy hao là gồm những gì? Đó là: một, mũ hoa héo rũ, hoa quan ủy tạ. Các thiên nhân đều đội mũ kết bằng hoa tươi, không bao giờ khô héo. Xong đến lúc năm tướng suy hao hiện ra thì những mũ hoa này sẽ héo úa tàn rụng. 2. Y phục dính bụi, y trước trần ai. Áo quần của thiên nhân thường thì không phải giặt rũ mà vẫn luôn sạch sẽ, nhưng đến lúc quần áo của họ bắt đầu bị bụi bám thì họ biết là mình sắp chết. 3. Hai nách tiết mồ hôi, lưỡng dịch hãm suất. Thân thể của thiên nhân không ra mồ hôi, xong đến lúc phước trời của họ đã hết thì dưới hai nách có mồ hôi tiết ra. 4. Thân thể hôi hám, thân thể xú uế. Thân thể của thiên nhân thường tỏa hương thơm, đến lúc thiên phước của họ đã cạn hết thì xú khí nhập thể, thân mình tiết ra mùi hôi hám. 5. Không thích chỗ ngồi của mình, bất lạc bổn tòa. Thiên nhân thường hay ngồi có tướng thiền định, xong đến lúc hết thiên phước thì họ không còn tướng thiền định nữa. Bấy giờ họ đứng ngồi không yên, bồn chồn bất dứt, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Đây chính là lúc thiên nhân phải đọa lạc, có thể chuyển làm thân ngạ quỷ súc sanh xuống địa ngục hoặc sanh làm người, tất cả đều không nhất định. Trên đây là năm tướng suy hào lớn, đại ngũ suy tướng. Ngoài ra thiên nhân còn có sự xuất hiện của năm tướng suy hào nhỏ, tiểu ngũ suy tướng nữa. Năm tướng suy nhỏ là những gì? Đó là: một, tiếng không còn trong thanh và vui vẻ nữa, lạc thanh bất khởi. Giọng nói của thiên nhân vốn vô cùng thanh tao vi diệu, xong đến lúc năm tướng suy hiện ra thì tiếng nói trở nên thô nặng khàn đục, không còn réo rắt thánh thoát nữa.
Hai, ánh sáng trên thân bị mờ tối, thân quang vì ám. Toàn thân của thiên nhân thường đều có tỏa hào quang, song đến lúc năm tướng suy hao nhỏ hiện ra thì hào quang nơi thân trở nên lu mờ ảm đạm, không còn sáng chói nữa. Ba, nước tắm đọng dính trên thân, dục thủy trước thân. Thân thể của thiên nhân vốn không bị dính nước, tương tự như mặt pha lê vậy, nước chảy tuột đi chứ không đọng lại. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra thì khi tắm nước sẽ dính lại trên thân họ. 4. Chấp trước vào cảnh giới không buông xả, trước cảnh bất xả. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra, thiên nhân gặp cảnh giới gì thì bám chấp lấy cảnh giới đó, không thể buông bỏ được. 5. Thân suy yếu, mắt láo liên, thân hư nhãn thuấn. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra thì thân thể của thiên nhân trở nên vô cùng suy nhược, không còn cường tráng, không còn sức lực nữa. Thiên nhân vốn rất ít khi mở trừng mắt, còn người không thường chuyển động. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra thì trong mắt của họ luôn chuyển động qua lại. Trên đây là năm tướng suy hao nhỏ. Ngoài ra thiên nhân còn có 7 tướng suy hao, trong đó bao gồm năm tướng suy hao lớn. 1. Ánh sáng bị mất, quang diệt. Hào quang của thiên nhân không còn nữa. 2. Hoa héo úa, hoa ủy, mũ hoa trên đầu bị héo tàn. 3. Sắc tướng biến đổi, biến sắc. Tướng mạo của thiên nhân vốn rất viên mãn, nhưng khi năm tướng suy hiện ra thì liền bị biến đổi ngay. Trước kia vốn rất tốt đẹp, bây giờ thì không còn đẹp nữa. 4. Y phục dính bụi dơ, y trước trần ai. 5. Hai nách ra mồ hôi, lưỡng dịch xuất hãn. Hai bên nách của thiên nhân chỗ dưới hai cánh tay có mồ hôi tiết ra. 6. Thân thể gầy ốm, thân xấu. Thiên nhân vốn không cần ăn uống tẩm bổ gì cả mà thân thể cũng không gầy ốm. Nhưng lúc tướng suy hiện ra thì thân thể hao gầy hẳn đi. 7. Không thích chỗ ngồi của mình, bất lạc bổn tòa. Lúc tướng suy hiện ra, thiên nhân tự lánh xa chỗ ngồi của mình. Vậy năm tướng suy nhỏ, tiểu ngũ suy, và năm tướng suy lớn, đại ngũ suy, và 7 tướng suy, thất suy đều là các tướng trạng hiện ra nơi thân của thiên nhân lúc phước trải của họ đã hết. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng, trong đời này và đời sau, nếu có thiên nhân nào nơi thân đã hiện năm dấu hiệu suy hao, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy hình tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa y phục, đồ ăn thức uống, vật báu chỗ anh lạc, mà bố thí cúng dường thì công đức phước lại có được sẽ vô lượng vô biên. Những chúng sanh nào được thấy hình tượng hoặc được nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại còn đem đủ loại hương, đủ loại hoa, các thứ y phục, các thức ăn uống cùng các món trang sức quý báu như chỗ anh lạc ra cúng dường ngài, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức và phước lợi chẳng thể nào kể xiết. Kinh văn: Lại nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong lục đạo lúc giáp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo nữa. Huống chi là lúc giáp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa tài vật của báu y phục vân vân của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa vật báu vân vân vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ thêm lâu dài. Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng nghiệp chướng và đọa vào đường ác, song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi: Lại nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong lục đạo lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, chỉ vỏn vẹn một tiếng mà thôi, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi tam ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa tài vật của báu y phục vân vân của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết mắt vẫn còn nhìn thấy, tai vẫn còn nghe hiểu, được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa vật báu vân vân vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, vì mình mà làm việc công đức,
Người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ thêm lâu dài. Nếu người đang hấp hối đó do chất tạo nghiệp chướng mà phải chịu quả báo mắc bệnh nặng, đáng bị con ma bệnh hành hạ, bị nghiệp chướng trói buộc bủa vây, thì nhờ vào công đức tạc vẽ tô đắp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bao lâu người đó sẽ lành mạnh và được sống lâu hơn. Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và đọa vào đường ác. Giả sử người bệnh đang hấp hối đó có nghiệp báo, đáng lẽ phải chết, cứ theo những tội chướng, nghiệp chướng mà người đó phải gánh chịu tất phải đọa lạc trong bốn đường ác. Song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thủ tháng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em, chị em, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ, cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào, người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm nguyện ban đầu mà nghe danh hiệu, ngắm hình tượng, chiêm lễ, cúng dường, thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp. Nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái, anh em, chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực đã được sanh vào cõi trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thủ thắng vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng, hưởng vui, vô lượng sự vui. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, ta lại nói cho các ông nghe về một cảnh giới không thể nghĩ bàn nữa. Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ đã qua đời hoặc bị mất tích, cho đến chết mất cha anh em, chị em, có anh em, trai hoặc chị em gái bị chết hoặc thất lạc, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Đến tuổi trở thành, người đó thường nhớ nghĩ và thắc mắc, không biết cha mẹ, anh em, chị em cùng các thân quyến của mình đang trôi nổi lưu lạc ở nơi nào trong sáu nẻo đường, chẳng